Buổi sáng tại nhà anh Nguyễn Hoàng Chí nằm trong ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa vườn tược, anh Chí bắt đầu cho cá ăn. Đây là lứa cá sô mà anh thả nuôi ở một cái ao nhỏ trong vườn. Thức ăn cho cá ăn không phải là các loại thức ăn viên, thức ăn công nghiệp như bà con trong xóm thường dùng, mà anh Chí dùng một loại động vật để làm thức ăn cho cá. Đó là trùng quế. Để gieo thêm luống mới, xuất bán hay sử dụng làm phân vi sinh sạch. Phân này gọi là vermicompost. Lớp phía trên ta lấy ra, đổ đều trên lớp bạt ni lông và phơi nắng, hoặc để dưới ánh sáng mạnh. Trùng thường sợ động và sợ ánh sáng nên hay chui xuống đáy tụ lại thành cuộn. Sau khoảng 15 phút, ta gạt lớp phân trùng bên trên ra để bắt trùng. Theo em thì nuôi bò thì nên nuôi trùng, tại vì trùng nó có thể xử lý phân bò, nó không có bị hôi và không có bị ô nhiễm với lại hàng xóm chung quanh. Hầu mà lúc mà nuôi bò ở nhà, nuôi với số lượng nhiều vậy thì không có chỗ thải phân thì cũng rầu lắm, cũng không biết làm sao, chỉ biết bỏ vô cỏ thôi. Nhưng mà nó dư phân ra quá, nó không có thể nào mà giải quyết hết được hết á. Thì từ khi nghe cái vụ mà nuôi trùng thì em về em đầu tư, em vô em nuôi thì thấy giờ thì phân thì giải quyết hết, mà nó không có hôi, mà nó không có gây ảnh hưởng gì tới bà con chòm sớm hết, người ta cũng không có phàn nàn gì hết. Thì mà nó cũng có lợi nhuận nữa, phân thì lâu lâu bán cũng được vài triệu, còn phân trùng thì cứ bán thường xuyên. Nuôi trùng quy mô hộ gia đình thì diện tích không cần nhiều, chỉ cần vài mét vuông là có thể làm ô trại nuôi được. Do vậy, với điều kiện hiện nay ở nông thôn thì nhà nào cũng có thể nuôi trùng được. Anh Phan Thanh Lâm ngụ tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thường sử dụng những con trùng mà anh nuôi được để làm thức ăn bổ sung cho heo. Mỗi khi thấy đàn heo con của mình có vẻ chậm lớn, heo bị bệnh, yếu sức, hoặc khi những con heo nái nhà anh mang thai, anh Lâm trộn trùng quế với một ít cám và nước để cho heo ăn bồi dưỡng. Như là heo mà heo nhỏ đó, heo con á, heo mà khoảng 2-30 kg á, tôi có cho ăn á thì heo con nó ít bị tiêu chảy, nó gần như là không thấy bị tiêu chảy. Thứ hai á là heo mà heo thịt á thì tôi cho ăn thì nó tăng trọng nhanh hơn so với bình thường. Khi mà nuôi đó trứng hai chuồng á thì tôi thấy nó tăng trọng nhanh hơn. Trùng quế được nhiều hộ dân dùng làm thức ăn bổ sung dinh dưỡng, còn gọi là premix. Premix dùng để nuôi các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cá, tôm sú, tôm càng xanh, ba ba, vân vân. Khi được ăn thức ăn là trùng quế thì vật nuôi sẽ có sức tăng trọng nhanh, mẫu mã đẹp, có sức đề kháng cao đối với các loại bệnh tật. Vật nuôi ít bị bệnh hơn so với khi chỉ được ăn bằng thức ăn công nghiệp, vì là thức ăn giàu đạm, sạch, làm tăng khả năng bắt mồi ở vật nuôi, lại giảm hệ số hao phí thức ăn, thì chỉ riêng có được ở trùng quế. Ngoài ra, trùng quế sẽ phát huy tối đa các tính chất ưu việt của mình khi được dùng làm thức ăn cho vật nuôi đang trong giai đoạn nhạy cảm như bệnh, yếu, sinh sản, chuyển giai đoạn vỗ béo, vân vân. Ở nhà có mấy cái ao nuôi cá với lại nuôi thử nghiệm ít tôm á, thì cũng có sử dụng cái con trùng để làm thức ăn cho nó. Thì qua thời gian theo dõi thì tôi thấy là cái hiệu quả nó tăng lên rất là đáng kể. Nhưng mà ở đây là không có cho ăn làm thức ăn chính mà chỉ là thức ăn bổ sung thôi. Ví dụ nuôi cá này một tuần là chỉ cho ăn bổ sung khoảng 2 lần. Thì tôi thấy là cái hiệu quả nó tăng lên rất là nhanh, rút ngắn. Ví dụ được nuôi vừa rồi nuôi được 3 tháng rưỡi thì bắt lên cân thử thì khoảng được 12 con một ký. Thì tôi thấy là như vậy là cái hiệu quả tương đối là đạt yêu cầu.
Thì con có tôm càng xanh á, thì hôm trước ở nhà có cái hồ cá kiển đó, tôi nuôi thử một hai con thì mới cho nó ăn toàn là trùng không. Thì qua khảo sát tôi thấy trong vòng một tuần á là nó lột xác đến 2 lần. Thì cái hiện tượng lột xác là nó kèm theo cái vấn đề tăng trọng của nó. Trong lĩnh vực mà chăn nuôi con trùng đóng vai trò giá trị rất là cao. Thứ nhất là cái hàm lượng protein nó rất là cao, khoảng 80% độ đạm protein. Và ngoài ra con trùng nó là một cái có những cái 8 loại axit amin rất cực kỳ quý báu mà những cái loài động vật khác không có. Do đó người ta coi con trùng như là một liều thuốc bổ. Cũng như sâu xa, cũng như cái người Trung Quốc, người ta coi con trùng là một loại thuốc bổ dùng cho người, thường gọi là địa long á. Do đó ở trong cái vật nuôi thì đây là một cái thức ăn bổ sung như là một liều thuốc bổ chứ không phải là thức ăn chính. Theo tôi nhận xét thì động vật nuôi thì cho ăn độ khoảng với một cái liều lượng độ khoảng từ 2 đến 3 phần nghìn so với thể trọng của vật nuôi. Giả định một con gà 1 kg thì mỗi một ngày cho ăn khoảng 2 đến 3 gram trùng là đủ rồi. Thì như vậy thì con gà nó sẽ tăng trưởng lên và nó tăng sức đề kháng lên. Mô hình nuôi trùng không chỉ đem lại lợi ích là tạo ra nguồn thức ăn rất bổ dưỡng cho vật nuôi, mà còn mang lại một giá trị to lớn khác, đó là tạo ra một lượng lớn phân trùng phục vụ cho ngành trồng trọt. Phân trùng là phân tự nhiên nên rất quý. Trong phân có 2 thành phần riêng biệt là nitơ và carbon ở dạng carbon dioxide. Do đó khi bón, cây sẽ dễ hấp thụ. Ngoài ra, khi bón cho cây, phân trùng sẽ phân hủy trong khoảng 2 tháng. Phân tan ra dần dần, cung cấp dưỡng chất cho cây một cách từ từ và lâu dài. Ngoài ra, chất bùn trong phân còn hút được các loại nấm độc, độc tố có trong đất. Phân trùng cũng có khả năng trung hòa được kim loại nặng vì phân sẽ tạo ra một môi trường trung hòa với độ pH bằng 7, là môi trường giúp cây hấp thụ rất tốt các dưỡng chất trong đất. Không chỉ vậy, phân trùng còn tạo ra một hàng rào pH bảo vệ, nghĩa là nếu môi trường đất xung quanh có độ pH quá cao hoặc quá thấp cũng không có khả năng xâm nhập vào bộ rễ, vì bộ rễ luôn được giữ cho pH bằng 7 trung tính. Bên cạnh đó, phân trùng đã làm thông thoáng đất, giữ độ ẩm cho đất được lâu hơn, giúp cây phát triển tốt hơn. Do vậy, phân rất thích hợp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như trồng rau sạch, rau an toàn, trồng hoa kiểng, v.v. Anh Nguyễn Văn Sạc, ngụ tại ấp Chánh thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có trồng một vườn xoài khoảng gần 1 năm. Do nhà có nuôi bò nên anh Sạc cũng tận dụng số phân bò thải ra hàng ngày để nuôi một chuồng trùng nhỏ. Số phân trùng thu hoạch được, anh dùng để bón cho các cây xoài trong vườn. Tuy nhiên, số phân thu hoạch không nhiều, chỉ đủ để bón cho khoảng 1/2 số cây có trong vườn. Kết quả cho thấy, tuy ở cùng một độ tuổi, nhưng những cây xoài được bón phân trùng thì có sức phát triển nhanh hơn hẳn so với những cây chỉ được bón bằng phân hóa học. Cây có hình dáng to lớn hơn, khỏe mạnh hơn, tăng trưởng nhanh hơn. Những cái cây mà tôi bón phân trùng á thì đúng ra là nó cho trái rất là nhiều, nhưng mà trái rất là đẹp. Còn những cái cây mà không có bón phân trùng á là năm nay là nó không có cho trái. Vậy là tôi thấy là qua bón phân trùng là tôi thấy là phân trùng nó tốt rất là bền. Cho nên là những cái vườn cây năm nay thì nó đạt hiệu quả. So với một số loại trùng khác thì hiện nay trùng quế được đánh giá cao nhất vì trùng quế có hàm lượng protein vượt trội, dễ nuôi, sạch và dễ chế biến. Nguồn thức ăn của trùng quế rất dễ tìm, rẻ tiền, chủ yếu là phân trâu, bò, heo, gà, dê, cừu hay các loại gia súc khác. Hơn nữa, khí hậu và nhiệt độ nước ta lại rất phù hợp với quá trình sinh trưởng của trùng quế, nên khả năng gặp rủi ro khi nuôi trùng quế là hầu như không có. Nuôi trùng quế cũng không đòi hỏi nhiều về không gian. 1 m² có thể nuôi được đến 3 kg trùng giống, không cần nhiều nhân công và không gây ô nhiễm môi trường.
Cho nên đến nay, phong trào nuôi trùng quế đang ngày càng lan rộng ra nhiều địa phương trong cả nước. Trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng tôi phát triển chủ trương phát triển trùng quế thì thực ra cũng rất là ít người nông dân người ta thực hiện. Chúng tôi chỉ nhận thấy một số hộ nông dân ở Củ Chi, Hóc Môn, đó là vào những năm 1999 và năm 2000. Sau khi chúng tôi thúc đẩy các cái chương trình hỗ trợ nông dân thì cái phong trào phát triển trùng quế nó có chuyển biến, lan sang các vùng khác như là Cần Giờ, rồi vượt khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Và cho đến thời điểm hiện tại thì hộ nông dân, những người mà nuôi trùng quế nó đã kéo dài từ Đà Nẵng trở vô cho đến Bạc Liêu. Những người nông dân mà nuôi trùng quế đa số là các hộ chăn nuôi, những trang trại khép kín và những người đầu tư nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các loại vật nuôi thủy sản có tỷ suất lợi nhuận cao như là tôm hoặc là ba ba, hoặc là một số loại cá như là cá rô đồng, cá sặc trăng, cá bốn tượng, vân vân. Bên cạnh những vật nuôi truyền thống thì việc tìm kiếm, nghiên cứu những phương pháp mới để đưa vào nuôi đại trà những gia súc gia cầm mà không làm ô nhiễm môi trường là một hướng đi mới mẻ. Trong đó, trùng quế không những được xem là một nguồn thức ăn giàu tạp mà còn tạo ra một nguồn phân sạch độc đáo, để không những đem lại giá trị kinh tế cao mà còn đem lại được môi trường sạch trong chăn nuôi gia cầm, nhất là thủy cầm thủy sản. Nếu làm tốt được việc này thì chắc hẳn rằng trong một tương lai không xa, khi mà người dân ngày càng ý thức rõ hơn về những giá trị về kinh tế và về môi trường mà con trùng quế mang lại, cùng với phương hướng xây dựng và hoàn thiện công nghệ chế biến trùng quế ở trong nước, thì giá trị thương phẩm của trùng quế sẽ ngày càng được nâng cao, mô hình nuôi trùng quế sẽ ngày càng được nhân rộng, giúp làm tăng được hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó sẽ góp phần vào việc cải thiện đời sống của người dân ở nông thôn ngày càng tốt hơn.